ra đời trong gian khó, từ niềm tin chung của hàng triệu trái tim. Trong chiến tranh dựng con đường huyền thoại, chung niềm tin đất nước sẽ vẹn toàn. Tiên phong vượt gian nan, chung niềm tin chuyển mình vững chãi. Lướt nhịp số đi nhanh, chung niềm tin muôn thế hệ đồng hành. Khẳng định vị thế dẫn đầu, 60 năm lớn mạnh cùng đất nước. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai. Sẽ công bố quyết định thanh tra thị trường vàng trong tuần này. Cần thắt chặt quản lý thị trường vàng để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Trung Quốc phát hành 138 tỷ đô la Mỹ trái phiếu để thúc đẩy tăng trưởng. Đồng đô la Mỹ mạnh ảnh hưởng đến kinh tế châu Á. Và vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Kinh tế bất động sản và tôi là Thảo My của truyền hình VOV. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch ngày 14 tháng 5, giá vàng miếng SJC giảm cả triệu đồng rồi giữ nguyên ở mức 89 triệu đồng một lượng bán ra sau khi phiên đấu thầu vào buổi sáng nay thành công. Trước đó, trong tuần từ mùng 6 đến 11 tháng 5, thị trường vàng sục sôi khi giá vàng miếng SJC tăng tới 6 triệu rưỡi, có phiên tăng đột ngột tới 3 triệu đồng mỗi lượng, lên đỉnh cao lịch sử là 92,4 triệu đồng một lượng bán ra. Nhiều cửa hàng không có vàng để bán, thậm chí chỉ mua vào không bán ra. Cơn sốt vàng đột ngột gây lo ngại cho thị trường. Trước diễn biến nóng của giá vàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành. Trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước phải công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, căn cứ vào các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật triển khai ngay các biện pháp để giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay, đảm bảo thị trường vàng vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý. Cũng liên quan đến thị trường vàng, tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đang diễn ra tại Hà Nội, nhiều ý kiến đề nghị cần khẩn trương xem xét lại công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng. Các ý kiến được đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng nhảy múa mất kiểm soát, tăng tới 6 triệu rưỡi đồng một lượng chỉ trong ít ngày. Có phiên vàng tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng. Nhấn mạnh tình trạng giá vàng nhảy múa đã gây ảnh hưởng xấu tới ổn định kinh tế vĩ mô, nhiều ý kiến đề nghị cần phải làm rõ nguyên nhân của sự tăng giảm bất thường này, đồng thời làm rõ vấn đề quản lý của các cơ quan chức năng trong thời gian qua đối với thị trường vàng. Tôi gọi là giá vàng nhảy múa vừa rồi, thì công tác quản lý thế nào? Không lẽ cứ để nó nhảy múa thế? Thị trường gì thì thị trường, nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được. Tôi chưa bao giờ thấy một cái thị trường mà giá vàng nó tăng giảm rất là đột biến như thế. Công tác quản lý nhà nước mình phải rõ. Cần phải đánh giá kỹ hơn tại sao cái lĩnh vực về vàng nó lại nhảy múa và có những thời điểm nó đạt cái kỷ lục cao đến tới 92 triệu đồng trên một lượng vàng như vậy. Thì chúng ta cũng đánh giá là tại sao lĩnh vực đầu tư tư nhân và cái đầu tư vàng nó lại đang có cái nghịch cảnh như thế. Trong khi đó, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng để kéo giá vàng trong nước sát với giá vàng của quốc tế, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức nhiều phiên đấu thầu vàng miếng, tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa như mong muốn. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Do đó, cần phải có sự tham gia của nhà nước vào công tác quản lý để sớm ổn định thị trường vàng. Chưa bao giờ mà giá vàng cao như hiện nay và chênh lệch với giá vàng thế giới quá cao. Chúng tôi thấy thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rồi là đồng chí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã có những cái chỉ đạo về ngân hàng để quản lý thị trường vàng, nhưng mà từ khi có chỉ đạo đến nay thì giá vàng cũng ngày càng tăng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng giá vàng tăng cao sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu, tác động đến lạm phát trong nước. Từ đó đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng cần theo dõi sát sao tình hình thị trường vàng trong nước và thế giới, điều hành linh hoạt kịp thời giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Thưa
Thưa quý vị, năm nay dự báo thời tiết nắng nóng sẽ đến sớm, nhiệt độ toàn quốc duy trì ở mức cao, đặc biệt ở khu vực phía Nam, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao. Dự báo việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng, tháng 4, 5, 6, 7 sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với hệ thống điện miền Bắc. Chính vì vậy, việc bảo đảm cung ứng điện được nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn và trở nên cấp bách. Vấn đề này cũng đã được các đại biểu Quốc hội đề cập tại phiên họp đang diễn ra. Trong đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ khả năng cung ứng điện cũng như phương án điều tiết điện để tránh gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư. Dự kiến Hàn Quốc đầu tư vào một số những cái dự án lớn vào Việt Nam trong năm 2024, nhưng người ta rất lo lắng về vấn đề cung ứng và đảm bảo về vấn đề điện cho sản xuất. Thì cũng đề nghị Chính phủ quan tâm và cũng làm rõ hơn về những giải pháp cung ứng và điều tiết điện đảm bảo cho cái việc đáp ứng yêu cầu về sản xuất và tiêu dùng sinh hoạt cũng như là các cái lĩnh vực khác cho người dân. Một số ý kiến cũng đề nghị Chính phủ đẩy nhanh ban hành các chính sách pháp luật liên quan đối với thị trường điện gió, điện áp mái để tăng nguồn cung ứng điện cũng như tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này. Tôi đề nghị chỗ này là Chính phủ hết sức là lưu ý, đặc biệt là trong cái mùa khô sắp tới có thể có cái hiện tượng thiếu điện mà nó đã xảy ra ở trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt đó là miền Bắc, và cần phải đẩy nhanh hoạt động các cái nhiệm vụ mà hoàn thiện các cái chính sách pháp luật liên quan đến luật điện lực thế và liên quan đến các cái điện gió ngoài khơi cũng như là điện áp mái mà cử tri cũng đã có ý kiến trong thời gian vừa qua. Trước tình trạng các doanh nghiệp đánh giá sự cố thiếu điện trong năm 2023 là nghiêm trọng, để không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và môi trường đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Chính phủ có đánh giá, đưa ra các giải pháp khắc phục, đồng thời gấp rút hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên, dự án đặc biệt quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia. Sáng 14 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Tham dự có đại diện 19 tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Thông tin tại tọa đàm cho biết, trong hơn 10 năm qua, thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 4 lần, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng hơn 70 lần, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, và Trung Quốc cũng đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 6 trên 146 đối tác đầu tư của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp hai nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành điểm sáng và là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp lớn có năng lực, uy tín của Trung Quốc cùng hợp tác để sớm có những dự án lớn, công nghệ cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, tạo điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của các tập đoàn của khu vực và toàn cầu. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế để sớm cụ thể hóa, hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ xuyên biên giới, thúc đẩy xây dựng các khu vực hợp tác qua biên giới, đẩy nhanh mở mới, nâng cấp một số cặp cửa khẩu đã thỏa thuận, triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh, thúc đẩy số hóa các hoạt động giao thương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tiếp tục tạo thuận lợi cho tăng cường thương mại song phương. Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản, hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam. Về phần mình, các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc khẳng định rất coi trọng thị trường Việt Nam. Môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện với những định hướng, chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp, nhất là về kinh tế số, kinh tế xanh, các lĩnh vực mới nổi, ấn tượng với sự phát triển năng động, nhanh chóng và những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam. Khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, mong muốn gắn bó lâu dài, tham gia tích cực trong tiến trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa của Việt Nam. Tin tưởng mạnh mẽ, vững chắc vào cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trên nền tảng quan hệ ngày càng lớn mạnh và có nhiều điều kiện, ưu thế hợp tác độc đáo giữa hai nước. Trong hơn 10 năm qua, thương mại giữa hai nước đã tăng. Tiếp tục chương trình là một số tin tức kinh tế vừa được cập nhật.
Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước trước đó một ngày, giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 88 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, trước giờ diễn ra phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước quyết định hạ giá tham chiếu xuống còn 87,7 triệu đồng một lượng. Kết quả có 8 đơn vị tham gia trúng thầu với tổng khối lượng trúng thầu lên đến 8.100 lượng vàng miếng SJC, tương đương 81 lô trong tổng số 16.800 lượng vàng được cơ quan quản lý đem ra đấu thầu. Đây là khối lượng vàng miếng trúng thầu cao nhất trong 3 phiên đấu thầu thành công gần đây. Tổng khối lượng trúng thầu của hai phiên trước đó là 6.800 lượng vàng miếng SJC, mỗi phiên 3.400 lượng. Giá đấu thành công cao nhất là 87,73 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thành công thấp nhất là 87,72 triệu đồng một lượng cũng như những phiên đấu thầu trước đó. Thành viên tham gia sẽ phải đặt cọc 10% giá trị khối lượng đăng ký theo giá tham chiếu. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng một lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô tương đương 100 lượng. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với những phiên đấu thầu trước là khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 5 lô tương đương 500 lượng, thấp hơn 2 lô 200 lượng so với quy định tại các phiên đấu thầu trước. Từ ngày 13 tháng 5, VinFast chính thức nhận cọc mẫu xe điện mini VF3. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5, mức giá ưu đãi áp dụng đối với mẫu xe VinFast VF3 là 235 triệu đồng một xe, chưa bao gồm pin, 315 triệu đồng một xe kèm pin. Sau thời gian trên, giá bán của VF3 được điều chỉnh lần lượt là 240 triệu đồng một xe thuê pin và 322 triệu đồng một xe kèm pin cho 4 màu ngoại thất cơ bản. Đến tối ngày 13 tháng 5 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS trên sàn chứng khoán Mỹ tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch và ghi nhận một trong những phiên bùng nổ nhất từ sau khi lên sàn. VFS chốt phiên ở mức 4,56 USD, tăng 51,5% so với cuối tuần trước. Mức giá này vẫn thấp hơn gần 40% so với đầu năm. Nhưng so với đáy vào cuối tháng 4 thì VFS đã hồi phục gấp đôi. Ở mức giá này, vốn hóa VinFast quay trở lại mức hơn 10 tỷ USD. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến hết tháng 2, dư nợ kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 27.700 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. So với cuối năm 2023, tổng dư nợ kinh doanh bất động sản tăng gần 2%. Trong đó, cho vay các dự án đầu tư kinh doanh khu đô thị, phát triển nhà ở giảm nhẹ, còn khoảng 305.650 tỷ đồng. Tương tự, tín dụng rót vào các dự án văn phòng và các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giảm lần lượt về 42.367 tỷ và 43.393 tỷ đồng. Vốn vào mảng cho vay làm dự án khu công nghiệp, khách sạn tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng. Riêng tín dụng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản khác tăng hơn 5%, lên gần 365.770 tỷ đồng. Cho vay bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai giảm gần một nửa, còn 19.126 tỷ đồng. Tín dụng vào dự án làm nhà ở giảm cùng chiều với diễn biến với thị trường khi từ đầu năm, phân khúc này vẫn ảm đạm, gần như không có dự án nào mới khởi công. Trong khi đó, vốn vào mảng cho vay làm dự án khu công nghiệp, khách sạn tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng. Thưa quý vị, những sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng vẫn luôn là vấn đề nhức nhối mà thành phố Hà Nội yêu cầu phải xử lý dứt điểm. Thế nhưng có một thực tế là những sai phạm kiểu như vậy vẫn ngang nhiên tồn tại. Như quý vị thấy thì công trình này nằm ngay đối diện trước cổng Ủy ban Nhân dân phường và thậm chí là các công nhân đang thi công hoàn thiện ngôi nhà này đang làm việc trong tình trạng không có đồ bảo hộ hay che chắn, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm liên quan đến an toàn lao động. Theo phản ánh của người dân, tòa nhà số 35 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình nằm ngay đối diện Ủy ban Nhân dân phường Liễu Giai và khá gần Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình. Hiện đang được thi công hoàn thiện, có dấu hiệu sai phạm trong trật tự xây dựng. Dễ dàng nhận thấy, phần tum được mở rộng bằng một dàn sắt 2 tầng. Nhìn từ xa là một kiểu kiến trúc khá lạ, khác biệt hoàn toàn với cảnh quan xung quanh. Bên cạnh đó, công trình này có chiều cao khá khủng, khoảng 7 tầng, vượt trội hơn các tòa nhà khác. Điều khiến người dân lo ngại hơn là những người thợ thi công trên nóc tòa nhà này không có đồ bảo hộ lao động, cũng không có che chắn, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nhưng dường như lại không hề thấy động thái nhắc nhở của các cơ quan chức năng. Để xác minh phản ánh của người dân, phóng viên truyền hình VOV đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, dù đã đặt lịch hẹn làm việc từ trước, nhưng không hiểu vì lý do gì khi liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Liễu Giai, vị này lại tắt máy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Do vậy, những thông tin liên quan đến giấy phép xây dựng của công trình trên chưa được làm rõ. Được biết, cách đây đúng một năm, báo chí cũng đã phản ánh về sai phạm trong trật tự xây dựng tại phường Liễu Giai ở công trình số 1, ngõ 49, phố Vạn Bảo. Như quý vị có thể thấy thì đối diện công trình đang tồn tại những dấu hiệu sai phạm với kiểu kiến trúc rất lạ này là cổng của Ủy ban Nhân dân phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nếu có sai phạm thì tại sao công trình này vẫn có thể tồn tại mà không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý? Chúng tôi sẽ làm rõ sự việc này trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, đối với khách hàng mở thẻ tín dụng, Vietcombank miễn phí thường niên hoàn toàn năm đầu tiên đối với các loại thẻ Visa, American Express, Mastercard, JCB và thẻ ghi nợ Visa Debit Platinum. Với mong muốn giới thiệu và khuyến khích khách hàng trải nghiệm những tiện ích và ưu đãi khi sử dụng thẻ, Vietcombank triển khai chương trình miễn phí thường niên trong năm đầu, áp dụng cho khách mở mới thẻ tín dụng tại Vietcombank kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Cụ thể, đối với các loại thẻ Visa, American Express, Mastercard, JCB và thẻ ghi nợ Visa Debit Platinum được miễn phí thường niên năm đầu. Nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, dòng thẻ mới của Vietcombank được bảo mật vượt trội với công nghệ thẻ chip contactless 3D Secure hiện đại. Qua đó giúp cho khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, thanh toán một chạm với vô vàn ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền, tặng dặm, phòng chờ, sân golf, quyền lợi bảo hiểm, mua sắm, ẩm thực, du lịch, làm đẹp, giảm giá khi đặt phòng khách sạn, vân vân. Để nhận được ưu đãi miễn phí cũng như trải nghiệm tuyệt vời cùng với công nghệ tích hợp chip contactless, khách hàng có thể mở thẻ mới tại tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc ứng dụng VCB Digibank. Thưa quý vị, công ty xăng dầu khu vực 1 là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, dự trữ xăng dầu quốc gia và đảm bảo xăng dầu cho an ninh quốc phòng. Với bề dày truyền thống 68 năm xây dựng và phát triển, cùng những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ thủ đô và đất nước, công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cùng nhiều huân huy chương cao quý khác. 68 năm hình thành và phát triển, từ những bước đi chập chững ban đầu với rất nhiều khó khăn, gian khổ, cho đến những năm tháng chiến tranh ác liệt chống chọi với mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty xăng dầu khu vực 1 không tiếc xương máu, sức lực, trí tuệ cùng nhau viết nên trang sử hào hùng của đơn vị xứng danh anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hình ảnh những liệt sĩ hy sinh vẫn còn được đặt trang trọng trong phòng truyền thống. Tên tuổi họ vẫn còn lưu dấu ở đài tưởng niệm bên ngoài khuôn viên nơi đạn bom trút xuống. Tất cả như lời nhắc nhở với những thế hệ cán bộ công nhân viên công ty xăng dầu khu vực 1 để dòng máu hòa vào đất, nảy lên những mầm xanh vì những giọt xăng yêu quý như máu thịt chảy mãi trên mảnh đất hình chữ S. Công ty xăng dầu khu vực 1 là một cái đơn vị được thành lập ngày 13 tháng 4 năm 1956. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty thì đã trải qua nhiều cái giai đoạn. Trong cái giai đoạn phục vụ công cuộc kháng chiến giải phóng đất nước cũng như là xây dựng đất nước thì trước đây thì đối với công ty xăng dầu khu 1 cũng đã trải qua những cái đợt mà máy bay Mỹ ném bom xuống công ty xăng dầu khu 1 những cái đoạn 65 và 72. Và qua cái quá trình đấy thì công ty vẫn đảm bảo an toàn và phục vụ tốt cái nguồn xăng dầu cho các cái cuộc kháng chiến để giải phóng đất nước. Khi non sông nối liền một dải, đất nước chuyển mình sang trang mới, ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên công ty xăng dầu khu vực 1 tiếp tục tìm tòi hướng đi thích nghi với cơ chế thị trường. Đến nay, công ty đã có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đồng bộ. Tổng kho xăng dầu Đức Giang với sức chứa trên 8 vạn mét khối xăng dầu, có các phân hệ xuất hàng cho ô tô Citec, cho wagon đường sắt và phương tiện đường thủy được tự động hóa. Với 56 cửa hàng xăng dầu phổ biến khắp địa bàn thành phố Hà Nội, cung cấp gần 50% tương đương 1,2 triệu tấn xăng dầu mỗi năm cho nhu cầu bán lẻ trên thị trường thủ đô Hà Nội cũng như 11 tỉnh thành phố miền Bắc, cùng hệ thống trang thiết bị hàng trăm khách hàng công nghiệp, thương nhân nhượng quyền, thương nhân phân phối.
Khi mà đất nước hoàn toàn thống nhất thì công ty xăng dầu khu 1 có một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là đảm bảo cái nhu cầu xăng dầu phục vụ cho cái công cuộc kiến thiết đất nước và xây dựng Tổ quốc. Những công trình trọng điểm mà công ty xăng dầu khu 1 đã cung cấp như là công trình Năng Bác, rồi thủy điện Hòa Bình, xây dựng cầu Thăng Long và những cái công trình như là Apatit Lào Cai, thế rồi các cái công trình đường sắt như là các cái nhà ga của Hà Nội, rồi nhà cái tuyến đường sắt như Hà Nội Lào Cai. Với hơn 1.100 cán bộ công nhân viên được đào tạo bài bản, ngoài cung ứng xăng dầu, công ty xăng dầu khu vực 1 còn đẩy mạnh phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đa dạng như tồn chứa bảo quản xăng dầu, công nghệ kho bể, cột bơm, xây lắp, sửa chữa các công trình xăng dầu, bảo quản, dịch vụ kho vận, dịch vụ cho thuê văn phòng kho bãi, quảng cáo, dịch vụ thể thao và kinh doanh thương mại khác. Sự phát triển bền vững có được là nhờ vào sự sáng suốt công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ ràng mục tiêu cốt lõi, giữ vững vị trí số 1 về thị phần, uy tín thương hiệu trên địa bàn, duy trì là trung tâm cung ứng xăng dầu lớn ở phía Bắc, nằm trong top 3 công ty dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh xăng dầu, lấy kết quả công việc là thước đo, lấy đổi mới, sáng tạo là động lực cạnh tranh phát triển, lấy chất lượng phục vụ khách hàng là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Bộ Tài chính Trung Quốc vừa thông báo nước này sẽ bắt đầu mở bán đợt đầu đối với trái phiếu kỳ hạn 30 năm trong tuần này, nhằm thúc đẩy kênh huy động vốn đầu tư phát triển cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần thứ tư Trung Quốc mở bán trái phiếu với quy mô lớn như vậy. Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, đợt mở bán đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 với một số lượng nhất định trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Sau đó, trái phiếu có kỳ hạn 20 năm và 50 năm sẽ được chào bán lần lượt vào ngày 24 tháng 5 và 14 tháng 6. Mặc dù bộ này không nêu số lượng cụ thể trái phiếu mỗi loại sẽ được bán, song cho biết đây là chương trình bán trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 138 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đã thông báo kế hoạch này từ hồi tháng 3 vừa qua. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Lý Cường nói rằng, biện pháp này sẽ giúp hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm có tầm quan trọng chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Bà Dan Wang, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Hang Seng có trụ sở ở Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng việc phát hành trái phiếu như vậy sẽ giúp bổ sung vốn cho các ngân hàng trong nước vì phần lớn số trái phiếu này sẽ do ngân hàng nắm giữ. Theo bà, mặc dù việc phát hành trái phiếu không giúp giải quyết vấn đề thanh khoản trên thị trường, song giúp giảm chi phí tài chính dài hạn cho các dự án của chính phủ. Theo một chuyên gia thuộc ngân hàng ANZ, đợt bán trái phiếu này có thể giúp Trung Quốc tăng trưởng kinh tế thêm 1%. Đợt mở bán này diễn ra trong bối cảnh đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được cho là đang chững lại, chủ yếu do thị trường bất động sản không ổn định và tình trạng thất nghiệp vẫn ở mức cao. Dữ liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 13 tháng 5 cho thấy có những tín hiệu tích cực về hoạt động sản xuất, chỉ số giá tiêu dùng và hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn ở mức tương đối yếu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay là khoảng 5%. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo năm nay, đồng đô la Mỹ mạnh hơn bao giờ hết đã ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá hối đoái và nền kinh tế của nhiều nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Indonesia và Nhật Bản. Năm nay, đồng won Hàn Quốc đã giảm hơn 7% giá trị so với đồng đô la Mỹ, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu, đang phải đối mặt với rủi ro thâm hụt thương mại, chi phí nhập khẩu tăng, trong khi dự trữ ngoại hối giảm do đồng đô la tăng. Giáo sư kinh tế Cha Hee-woo tại Đại học Gyeonggi cho rằng, sự mạnh lên liên tục của đồng đô la Mỹ một phần là do bất ổn toàn cầu. Bên cạnh đó, giáo sư Cha cho biết, việc đồng đô la Mỹ mạnh có tác động tới lĩnh vực nhập khẩu. Sự mạnh lên liên tục của đồng đô la Mỹ đã đẩy giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao, đặc biệt là giá dầu và ngũ cốc trên thế giới gần đây đều tăng, trong khi tỷ giá hối đoái của đồng tiền Hàn Quốc lại đang giảm. Vì vậy, tôi nghĩ việc này có tác động tiêu cực đến kinh tế Hàn Quốc. Một báo cáo của Bloomberg mới đây cho biết, giá hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu thô. Khi đồng won suy yếu thì càng trở nên đắt đỏ, và việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập từ nước ngoài.
Theo số liệu do Ngân hàng Hàn Quốc công bố, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc trong tháng 4 ghi nhận mức giảm lớn nhất trong 19 tháng do chính phủ nước này đã can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hạn chế sự suy yếu của đồng won. Tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc ở khoảng 413,26 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,99 tỷ đô la so với 419,25 tỷ đô la của tháng 3, là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Lịch sử cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc thường dễ bị ảnh hưởng bởi lãi suất, giá cả và tỷ giá hối đoái cao. Người dân ngày càng lo ngại rằng tình hình hiện tại lại giống như trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Còn tại Indonesia, sự suy yếu của đồng rupee đã trực tiếp đẩy lạm phát trở nên tồi tệ hơn. Quốc gia Đông Nam Á này báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 3,05% so với cùng kỳ trong tháng 3, là mức cao nhất trong 7 tháng qua. Do tiêu dùng hộ gia đình chiếm khoảng 50% GDP của Indonesia, vì thế nền kinh tế nước này có nguy cơ bị thu hẹp nếu lạm phát gia tăng. Theo ông Tauhid Ahmed, Giám đốc điều hành Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính Indonesia, chính phủ nước này đã thực hiện các biện pháp phi đô la hóa, đồng thời khuyến nghị các nước khác giảm sử dụng đồng đô la Mỹ trong giao dịch với nước này để xây dựng một hệ thống tiền tệ đa dạng. Trên thực tế, chính phủ Indonesia đã bắt đầu thực hiện các chính sách phi đô la hóa. Tôi nghĩ nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS có thể là một cách. Điều quan trọng là các nước đồng ý sử dụng các loại tiền địa phương để buôn bán hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ, khi chúng tôi giao dịch với Malaysia hoặc Singapore, thì dùng tiền của họ hay là dùng đồng rupee của chúng tôi thay vì dùng đồng đô la. Với Trung Quốc thì dùng nhân dân tệ. Tại Nhật Bản, gần đây đồng yên có lúc giảm xuống dưới mốc 160 yên đổi 1 đô la Mỹ, dẫn đến giá cả tăng vọt. Sự suy yếu của đồng yên đã làm tăng chi phí nguyên liệu nhập khẩu tại Nhật Bản. Theo khảo sát, trong tháng 5, giá của hơn 400 loại thực phẩm tăng trung bình 31%. Trong số đó, giá một số sản phẩm dầu ô liu đã tăng tới 80%. Hầu hết lương thực và năng lượng ở Nhật Bản đều dựa vào nhập khẩu. Việc đồng yên mất giá khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng nhanh, đẩy giá điện, khí đốt và thực phẩm cũng tăng theo. Theo truyền thông địa phương, chính phủ và Ngân hàng Nhật Bản đã hai lần can thiệp để hỗ trợ đồng yên, lần lượt vào ngày 29 tháng 4 và mùng 2 tháng 5. Nhưng nhà kinh tế Fujishiro cho biết, những động thái này khó có thể xoay chuyển tình thế hiện tại. Tại Mỹ vào đầu tháng 5, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại và cho biết những dấu hiệu đáng thất vọng về tình hình lạm phát gần đây có thể làm trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất của cơ quan này. Với quyết định này, lãi suất chính sách của Mỹ hiện nay tiếp tục dao động trong khoảng 5,25 đến 5,5%, là mức cao nhất trong 23 năm và được duy trì kể từ tháng 7 năm 2023. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.